Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Dùng, sáng sớm thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2022, từ cửa biển Nhật Lệ ở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là cửa bể Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đứng từ trên khách sạn nhìn xuống vào sáng sớm thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2022, tôi thấy cảnh thành phố Đồng Hới như thế này. Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy nhà đèn là lũy thầy đây, tức là trong lịch sử gọi là ông Đào Duy Từ. Tôi cũng đã đi ngang qua tượng mẹ suốt và tôi cũng đã ngắm nhìn thấy xa xa nhà thờ Tam Tòa. Hôm nay tôi sẽ đi tham quan những nơi đó cũng như nhà của bác Võ Nguyên Giáp. Nhìn từ trên khách sạn nhìn xuống sáng sớm ngày 7 tháng 6 năm 2022 để thấy quang cảnh của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, và đây là cửa biển Nhật Lệ như thế này đây. Trông đẹp như một bức tranh. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2022, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Úc là ông Richard Mullis đã tố cáo cùng với thế giới Trung Quốc gây hấn ở tại Biển Đông một cách vô cớ. Theo lời của tân Thủ tướng Úc là ông Anthony Albanese, ông cho biết vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, như thường lệ, chiếc máy bay Poseidon của Úc tuần tra ở tại biển quốc tế tại Biển Đông, thì một chiến đấu cơ Jet-16 của Trung Quốc đã tiến gần gây chuyện, tạo nên một sự căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc tại Biển Đông, và nước Úc đã gửi lời phản đối lên trên Bắc Kinh từ ngày 26 tháng 5 đến nay, và họ đã căng thẳng với nhau như vậy là 2 tuần, để rồi ngày hôm qua Úc công bố sự kiện là họ đã phản đối, cho rằng Trung Quốc gây hấn với Úc một cách vô cớ ở tại Biển Đông, nơi vùng biển quốc tế. Thưa quý vị, tôi nhớ tàu 571 chở đoàn chúng tôi, đoàn công tác số 8, đi từ cảng Cam Ranh ra Trường Sa và trở về vào ngày 25 tháng 5 năm 2022. Trên chuyến tàu đó, chúng tôi đã từng thấy Trung Quốc, các tàu của họ chiếu những đèn sáng vào tàu 571 và họ theo tàu 571 một đoạn dài. May mà tàu 571 đã ứng xử một cách rất bình tĩnh để rồi mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng trong những ngày đó, thưa quý vị, tôi thấy hình như có gì đó căng thẳng giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt khi tới Đà Nẵng thì tôi biết là ở Đà Nẵng đã từng có những chiến đấu cơ bay từ Đà Nẵng ra và bay về liên tục. Nhiều người dân nơi đây nói với tôi hình như có một gì đó căng thẳng ở tại Biển Đông trong thời gian mà sau khi tôi từ
Trường Sa trở về đất liền. Như thế, bây giờ tôi mới hiểu rõ là biến cố ngày 26 tháng 5 năm 2022, Trung Quốc đã cử những chiến đấu cơ J-16 của họ ở trên không phận ở biển Đông, vùng biển quốc tế để gây hấn với Úc và cũng có thể gây hấn với nhiều quốc gia khác, trong đó có thể có Việt Nam. Nhưng Úc là một quốc gia có đủ nội lực về kinh tế cũng như về quân sự và họ ở xa Trung Quốc nên họ đã phản đối và nay công khai tiết lộ chi tiết đó. Còn riêng những quốc gia yếu hơn như Philippines, Việt Nam và Malaysia có thể vì tình thế cần phải xây dựng nội lực, chưa có thể công khai công bố những chi tiết thì họ có căng thẳng, việc đó có xảy ra, nhưng họ không nói ra. Thưa quý vị, Trung Quốc từ lúc mà Nga tấn công vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn ở biển Hoa Đông và biển Đông. Họ làm áp lực nặng nề lên trên Đài Loan để Đài Loan phải có những thái độ là căng thẳng, chuẩn bị tập trận thật khi chiến sự có thể xảy ra. Tổng thống Joe Biden của Mỹ nói rằng đụng tới Đài Loan thì nước Mỹ sẽ kích hoạt điều 5 của về vấn đề đồng minh, tức là nước Mỹ sẽ hỗ trợ cho Đài Loan hết mình để chiến đấu. Và bây giờ thưa quý vị, những sự hung hăng của Trung Quốc ở tại Biển Đông liên tục trong hơn 3 tháng qua cho thấy rằng hình như Trung Quốc muốn cừa nước đục thả câu nhưng không dám làm mạnh tay mà chỉ gọi là nắn gân nắn cốt, xem thử các quốc gia phản ứng như thế nào. Mạnh của những người như là nước Úc thì Trung Quốc nhẹ nhàng rút lại, yếu hơn nữa thì Trung Quốc làm tới luôn. Hành động của Trung Quốc trong những ngày qua, đặc biệt là vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, là hành động nắn gân nắn cốt chứ không phải là hành động chủ trương để mà chiếm lấy một ưu thế nào hết. Đây chỉ là hành động nắn gân nắn cốt của Trung Quốc mà thôi. Đó là góc nhìn của tôi trong vấn đề này. Thưa quý vị khán thính giả, trong lúc đi liên tục như vậy, thời gian không có nhiều cho tôi để ngẫm nghĩ và có một chương trình thật thấu đáo đến quý vị, nên quý vị thông cảm. Những gì mà tôi đọc được và tôi suy gẫm thì tôi xin chia sẻ ngay đến quý khán thính giả. Thật ra trong đầu của tôi hôm nay là muốn nói về chương trình hôm qua đã xảy ra một sự xả súng ở tại Philadelphia, Pennsylvania, làm cho 3 người bị tử thương và nhiều người bị thương tích. Đây là lần thứ 2 trong tuần mà Philadelphia đã có cuộc xả súng chết người như vậy. Tôi muốn bàn về câu chuyện đó nhiều hơn, nhưng tôi thấy sáng hôm qua ngày 6 tháng 6, tôi đã nói về câu chuyện của dân biểu liên bang Chris Jacobs, đảng Cộng Hòa, đã bị làm áp lực không còn tranh cử nữa khi ông ủng hộ cho việc cải tổ luật súng ống ở Mỹ mà ông muốn theo đảng Dân Chủ, ngăn cấm không cho bán những vũ khí liên thanh hoặc là buộc phải mua súng chỉ trên 21 tuổi mà thôi, thì ông đã bị Hiệp hội Súng trường và Đảng Cộng Hòa loại bỏ ông ngay từ lúc đầu ở vòng tranh cử. Tôi muốn bàn về hậu chấn của việc xả súng ở tại Philadelphia, nhưng tôi nghĩ rằng việc đó
nó không còn quan tâm nhiều đối với người Việt Nam nữa, vì người Việt Nam đã quá hiểu nước Mỹ như thế nào rồi. Và Việt Nam quan tâm là quan tâm những sự căng thẳng ở Biển Đông như là biến cố mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Úc là ông Richard Marles đã tố cáo ngày hôm qua. Và tôi nghĩ rằng sự quan tâm đó đúng vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta. Hiện nay tôi đang ở tại cửa biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Đây là thành phố Đồng Hới. Sáng sớm ngày 7 tháng 6 năm 2022, để quý khán thính giả cùng với tôi chia sẻ hình ảnh như tranh của đất nước chúng ta, cửa bể Nhật Lệ như thế nào. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau, đặc biệt là những chương trình tôi sẽ có ở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong những ngày này. Thưa quý vị, tôi sẽ ở nơi đây vài ngày để rồi đi tới những nơi như là Nghĩa Trang Trường Sơn, như là sông Bến Hải chia đôi đất nước thời kỳ trước 75 vân vân, để cùng ôn và học lại lịch sử với tất cả quý khán thính giả. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.